kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị, hiện nay bão số 5 vẫn đang tiếp tục di chuyển dần về phía khu vực Vịnh Bắc Bộ và đất liền các tỉnh khu vực miền Bắc. Do ảnh hưởng của bão nên khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12, có mưa rào và dông mạnh, biển động rất mạnh. Từ sáng mai thì ở khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7 và còn tiếp tục mạnh thêm, biển động. Do bão còn diễn biến phức tạp nên bà con ngư dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết để chủ động về nơi neo đậu an toàn. Ngoài ra thì do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, có mưa rào và dông mạnh, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, trong đêm nay thì thời tiết trên vùng biển này còn tương đối ổn định, nhưng từ ngày mai thì thời tiết sẽ có mưa dông mạnh trở lại, đồng thời gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Các phương tiện tàu thuyền cần nhanh chóng về nơi neo đậu an toàn. Còn tại vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, nằm ở phía Nam nên vùng biển này sớm chịu ảnh hưởng của hoàn lưu xoáy bão, khiến gió mạnh lên cấp 6, cấp 7, phía Đông có gió mạnh cấp 8, giật trên cấp 8, biển động rất mạnh. Ngoài ra thì mưa dông cũng xuất hiện nhiều nơi, khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, tàu thuyền không nên ra khơi và khẩn trương về nơi tránh bão an toàn. Xuôi xuống vùng biển miền Trung, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Tại đây thì gió hoạt động theo hướng Tây Bắc đến Tây với cường độ cũng mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đồng thời thì vành mây bão cũng đã lan tới khu vực, khiến thời tiết xuất hiện mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, không thuận lợi cho hoạt động hàng hải cũng như là các hoạt động tắm biển của du khách. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý, tại đây nằm trong trường gió Tây Nam có cường độ mạnh hơn những ngày vừa qua và đạt khoảng cấp 5. Biển không động mạnh, nhưng mà trên khắp vùng biển này thì mây đối lưu phát triển dày, gây mưa dông làm tầm nhìn xa giảm thấp. Tàu thuyền cần chú ý đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh xuất hiện trong các cơn dông. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo, trong đêm nay và ngày mai thì tại đây gió Tây Nam hoạt động với cường độ cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, khiến những con sóng có thể lên đến độ cao khoảng 3 mét. Đồng thời nơi đây phát triển nhiều mây đối lưu hơn so với vùng biển phía Bắc, do vậy mà mây dông cũng xuất hiện nhiều hơn, gây khó khăn cho các hoạt động hàng hải cũng như là việc khai thác đánh bắt của bà con. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, thời tiết trên khắp vùng biển này cũng không mấy thuận lợi. Mặc dù gió vẫn thổi đều theo hướng Tây Nam và có cường độ chỉ khoảng cấp 4, nhưng những đám mây đối lưu phát triển gây mưa rào và dông làm tầm nhìn bị hạn chế. Ngoài ra thì trong cơn dông còn có thể sẽ có gió giật mạnh gây nguy hiểm cho hoạt động của các tàu thuyền qua lại. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan, gió vẫn thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ trung bình. Tuy nhiên thì trời khá nhiều mây, có mưa rào và dông. Bà con ngư dân cần thận trọng khi ra khơi đánh cá trên vùng biển này do tầm nhìn bị hạn chế và đôi khi thì có gió giật mạnh trong cơn dông. Tại khu vực phía Bắc của Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, tại đây do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 nên vùng biển này có gió mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12, khiến biển động rất mạnh với những con sóng cao từ 5 cho đến 8 mét, rất nguy hiểm. Bên cạnh đó thì mưa bão cũng khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 2 đến 4 km. Vì vậy, tàu thuyền cần nhanh chóng ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão và liên tục theo dõi các bản tin dự báo bão để có kế hoạch ứng phó kịp thời. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, trong khi bão số 5 tiếp tục di chuyển lên vùng biển phía Bắc, thì ở khu vực vùng biển này, trong đêm nay còn có gió xoáy mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12 gây biển động rất mạnh. Sang ngày mai thì gió có hướng chuyển dần về hướng Tây Nam với cường độ còn mạnh, đạt khoảng cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, tiếp tục gây biển động mạnh. Ngoài ra thì những đám mây bão còn gây mưa rào và dông, làm tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km, thời tiết vẫn chưa thuận lợi cho hoạt động hàng hải. Tại khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây, nằm sâu về phía Nam, tuy không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng mà đới gió Tây Nam thịnh hành có cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 7, nên sóng biển tại đây cao trên 3 mét. Đồng thời thì mây đối lưu vẫn phát triển mạnh gây mưa dông rải rác, có thể kèm theo lốc xoáy rất nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết biển của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!